Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Ở đây mình đang có hai chiếc máy để chuẩn bị cho lên đấu trường đẫm máu đây. Đây là Samsung Galaxy Note 5 và đây là iPhone SE. Đây nhá, chiếc SE đây nhá, màu hồng đây nhá. Và hai chiếc máy này thì mình đã up lên những cái phiên bản phần mềm mới nhất. Note 5 thì đã lên 6.0. Đây để mình cho các bạn xem. Còn chiếc iPhone SE thì mình đã lên bản iOS 9.3.1 là mới nhất. Như vậy về phần mềm thì hai máy đã có sự tương đồng với nhau. Ở đây thì mình có chuẩn bị một bài test và mình xin phép được nói trước luôn, đây là bài test rất là nặng. Nó có 16 ứng dụng tất cả, bao gồm 8 ứng dụng bình thường này, có 5 game nhẹ và 3 game nặng. Và trong bài test lần này thì mình sẽ không sử dụng những cái từ ví dụ như là nó chỉ chênh lệch một tí thôi, hoặc là thật ra kết quả là hòa nhau rồi máy này chênh với các thứ. Không, thắng là thắng, máy nào lên trước thì mình sẽ bảo lên trước. Ok, như vậy chúng ta hãy thống nhất với nhau về cái bài speed test này rồi nhá. Và bây giờ thì mình sẽ cho cả hai máy xóa hết những ứng dụng chạy nền. Và bây giờ mình sẽ cho hai máy khởi động lại. Có vẻ như hai máy của chúng ta đã tắt rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bật cả hai máy lên, coi như bước vào bài thi đầu tiên luôn. Là bài thi khởi động nào, 3, 2, 1. Như là mình gặp một chút vấn đề với cái nút nguồn của Samsung Galaxy Note 5. Đó, cuối cùng là nút 5 đã lên rồi. Cái nút 5 này của mình thì nó hơi bị trục trặc nút nguồn một chút. Thế là thôi, chúng ta tạm thời là coi như bỏ qua cái bài test này nhá. Cuối cùng nút 5 đã lên rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài test chính thức đây. Và đây các bạn xem nhá, không có ứng dụng để chạy nền. Nào, bắt đầu thôi. 3, 2, 1. Máy ảnh thì SE lên trước. Bộ sưu tập ảnh thì bằng nhau. Evernote, Note 5 lên trước. SE lên trước. Instagram nào. Instagram thì hai máy lên đồng đều với nhau. Vào cửa hàng ứng dụng nào. Cửa hàng ứng dụng thì SE đã lên trước so với Note 5. À, mình quên mất, mình chưa nói với các bạn là cả hai chiếc máy này thì mình đều kết nối cùng một mạng wifi nhé. Nào, YouTube. Hai máy bằng nhau. Bây giờ mình sẽ cho load cùng cái video để kiểm tra khả năng đa nhiệm. Google Map nào. Và bây giờ mình sẽ tìm đến một cùng địa điểm là Ho Ham Lon. Ho Ham Lon. Và đó là những ứng dụng bình thường ban đầu. Chúng ta có thể thấy rằng sự chênh lệch giữa hai máy là chưa được thể hiện rõ. Những cái phần mềm này thì tốc độ vẫn tương đồng nhau, cái này bù trừ cái kia. Và bây giờ thì mình sẽ bước vào những cái tựa game và chúng ta hãy bắt đầu với Subway Surfer. Subway Surfer thì SE đã lên trước so với cả Note 5. Rồi, cho chạy nền nào. Tiếp theo sẽ là Temple Run 2. Thời gian nói về hiệu năng các thứ thì rõ ràng chúng ta đã biết kết quả trước rồi, bởi vì SE là ruột của 6S. Mà cái mình quan trọng muốn thử ở đây là khả năng đa nhiệm. Bởi vì đề bài test rất là nặng, S7 không vượt qua được thì liệu là Note 5 có vượt qua được hay không. Zombie Tsunami này. Zombie Tsunami thì SE đã lên trước. Fruit Ninja. SE cũng đã lên trước, Note 5 cũng đã đuổi kịp theo ngay sát sau thôi. Tựa game nhẹ cuối cùng là Piano Time 2. SE lại lâu trước rồi. Và đó là những cái game nhẹ. Và bây giờ mình sẽ bước đến 3 game nặng cuối cùng để xem là sự chênh lệch của nó có rõ ràng hơn không nhá. Arkham 8 nào. Hẹt hè, nó quá bá đạo luôn, load game. Ồ, Note 5 thì cũng nhanh phết đấy chứ. Note 5 đuổi ngay sát sau thôi. Và bây giờ thì mình sẽ đo tốc độ load vào màn chơi của hai máy. Trời đất ơi, tại sao lại đi load? Sao lại có cái quảng cáo vào lúc này?
Lake nào? Lake. Start race. SE đã lốt trước với nốt 5. Và nốt 5 đã đuổi ngay theo sau rồi. Nào, chờ hai máy vào để mình cho đa nhiệm nào. Sang game mới nào. Rồi. Và Dead Trigger 2. Dead Trigger 2 SE vào phát luôn. Còn với nốt 5 thì vẫn phải bật màn hình loading. Và từ game nặng cuối cùng sẽ là Nova 3. Loading với nốt 5 đã lên trước rồi rồi. Mặc dù là nốt 5 đã lên cái phần loading trước nhưng mà SE vẫn vào game nhanh hơn. Nào, chúng ta sẽ lại đo một lần nữa cái bài test vào màn chơi nào. SE đã load xong. Đây các bạn nhìn thấy cái dòng chữ ở đây. Còn nốt 5 thì vẫn đang có chữ loading. Xong. Vào đó là phần so sánh về hiệu năng giữa hai chiếc máy. Chúng ta có thể thấy là phần thắng như chúng ta đã hoàn toàn có thể dự đoán được ngay từ đầu video rồi. Đó là đã thuộc về chiếc SE. Và bây giờ thì mình muốn kiểm tra khả năng đa nhiệm của hai máy. S7 thì đã thua cuộc rồi. Liệu Note 5 có cứu cánh lại được cho Samsung hay không? Nào, chúng ta bắt đầu với camera. Evernote này, hai máy vẫn đang rất tốt. SEO, hai máy vẫn tốt. Instagram vẫn ổn. Cửa hàng vẫn ngon. Ôi, chết, ấn nhầm rồi. YouTube, rồi, vẫn tốt. Bản đồ, tuyệt vời. Cả hai chiếc máy chúng ta chưa load lại cái ứng dụng nào trong 8 ứng dụng đâu. Và bây giờ bắt đầu tiếp với game nhá. Nào, Subway Surfer nào. Xem một run 2. Rồi, rất là ngon luôn. Xem Tsunami, chưa máy nào phải load lại. Fruit Ninja. Cả hai máy vẫn đang chạy. Piano Time nào. Rồi. Advan 8, chưa cái nào phải load lại hết. Đây thì mình kiểm tra lại Advan 8 cho các bạn nhìn nhá. Bên iPhone các bạn lại vào mình ăn ra. Dead Trigger này vẫn rất ngon. Và tựa game cuối cùng chắc chắn là không phải load lại rồi, Nova 3. Như vậy với lần kiểm tra đa nhiệm lần này thì Note 5 đã hòa với SE, điều mà Samsung Galaxy 7 đã không làm được, mặc dù cùng sở hữu là 4GB RAM. Và Note 5 đã trở thành chiếc máy Samsung đầu tiên vượt qua được bài test này của mình, với việc là không có bất cứ game hay ứng dụng nào đã phải load lại. SE thì nó vẫn bá đạo như thế rồi. Các bạn đã xem những cái bài speed test trước đây của mình thì các bạn có thể thấy. Và vừa rồi là mình đã hoàn thành xong bài so sánh hiệu năng cũng như là khả năng đa nhiệm giữa hai máy là Note 5 và iPhone SE. Về hiệu năng thì SE đã giành chiến thắng, còn khả năng đa nhiệm thì hai chiếc máy đều sở hữu cho mình khả năng rất là bá đạo, không có bất cứ game hay ứng dụng nào đã phải load lại. Bây giờ đến đây thì cũng đã phải kết thúc video rồi. Các bạn muốn mình làm speed test chiếc SE này với chiếc máy nào thì xin mời chia sẻ ở phần comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Để thấy hay các bạn hãy like, share và subscribe. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.